Chị Mỹ Linh nha, chào các chị, mình đang coi livestream của Sinh Sót tối ngày hôm nay nha cả nhà. Rồi vô la sang xem, vô la sang xem, thấy livestream lên là vô sang xem thôi chứ còn chờ chi nữa đúng không? Lúc nào trên live mình coi là cũng được cái giá tốt nhất hết trơn á. Đây cũng cái đầm này luôn, bây giờ qua shop là hơn 400.000 đúng không? Rồi bây giờ chị nào đặt luôn trên bài live này của em tối ngày hôm nay, em sale luôn 99k mỗi đầu like, trời lớn nha. 99k mỗi đầu form hoa đỏ của em nè, xinh lắm, xong là form xòe không có kén dáng luôn. Có hơi tiếc xíu là em để sai. Nay em còn size M nha, chị nào size M chốt đơn nè, 50 cân đổ về cho em mình đặt hàng, xinh không? Form là form xòe. Đầm này đầm von ở trong đúp lót không mỏng nha cả nhà ơi nè, form váy nè. Xòe cho em nha, cái này ưa khóa nè. Đó, y chang em mặc luôn hả không? 100% hàng chuẩn mẫu luôn, 99.000 đó chị Hồng, chị Hồng Diễm ơi, 99k cho em thôi. Lấy mẫu đang mang đặt luôn cho shop là 1492. 1492 và kèm cho em cái số điện thoại nha. Chị là size M. Size M là size dưới 50 cân với lại eo cỡ 70 cho em. Eo dưới 70 mình đặt đơn mẫu này ha, 99.000 xinh lắm, form dê xè nè. 1m6 em mặc là tới bắp chân nha, đằng sau khóa kéo. Đằng sau khóa kéo rồi có túi luôn. Em chào chị Kim Ngân ạ. Chị Thùy An 52 cân hả chị, đo eo đi. 52 cân có thể vừa nếu eo dưới 70. Quan trọng là cái eo nè, quan trọng là cái eo mình đo thử cho em nha. Đầu like xả hàng 99k. Đầu nào giá cũng rẻ. Em cảm ơn chị Ngọc Tiết à. Thật sự là hôm nay đầu nào giá cũng rẻ hết trơn á. Đó, coi ưng cái màu nào không, ưng hoa nào, kiểu nào, bình luận cho em ở phía dưới là được nha. À, chị Hiếu Lê 2XL còn không em hết. Chị ơi 2X hết, 2X em hết mẫu này rồi, nay còn size M thôi. 99.000 nha, 99.000 đồng sale luôn. Rồi chuẩn bị qua mẫu nè, tiếp tục lên thêm một em kiểu khác đi ha. Muốn coi mẫu nào, muốn coi màu nào, hoa nào, mã nào, bình luận bên dưới em sẽ mặc lên form cho mình xem. Để nhiều khi cầm trên tay nhìn nó chưa được đẹp, đó mặc lên người cái nó khác liền. 99.000 chị lên, chị Tố Ngọc ơi, là lấy mẫu em mang đúng không? Lấy mẫu em mang đặt 1492 kèm số điện thoại nha. 99k, size này là size M. Em mặc là size M nha. Rồi, có cái đầm đi tiệc này đẹp nè. Cái đầm đi tiệc này hôm nay em sale có trăm mấy rồi, mấy chị ở bình thường nó hơn 400 á. Chị Trần Anh, chị mới nhận 3 váy 99 đẹp lắm, cảm ơn em yêu. Trời ơi, cảm ơn chị Trần Anh đủ ở shop à. Đó thấy không, khách em nhận hàng rồi, nhận đầm 99 rồi, khen đẹp rồi kìa. Tại nhiều khi mấy chị biết sao không, sale cái đầm 99.000 mà mấy chị khác không tin. Đó, nhiều khi mấy chị mặc không có size vừa. Em mặc cái này size M đi, em đang sale 99. Khách lấy size lớn không có hàng, không chốt được. Cái đầm ra nói là shop nói 99 vậy thôi chứ đặt có bao giờ có hàng hay là có chốt được đâu. Là tại vì mình đặt không có size, không có size vừa của mình hoặc mình đặt trễ của nó hết. Đó, chị em sale làm sale thật, vừa là cứ chốt đơn cho em thôi. Sợ là không có hàng cái size của mình thôi chứ có là em chốt hết nha. Nhận hàng cứ kiểm tra cho em. Ai mà nhận được đầm sale đặc biệt là giá 99 á, có thời gian quay lại cho em xin review nha. Đây, cái này đi tiệc đẹp nè. Chị nào đang tìm váy đi tiệc em lên cho mình coi mẫu này, xinh lắm. Em chào chị Phúc Hạnh nha. Đây là một cái đầm ren, mã số là 1549 cho em. Cái này cổ đẹp, cái cổ áo may cho mình rất là đẹp luôn, xích ly cho ngực nữa. 1549 nha. Hình như cái này em cũng không có còn nhiều luôn á. Đâu để em coi. Rồi xong, hết XL, rồi hết 2X luôn. Lẻ 2 size rồi mấy chị ơi, mới sale có 1 hôm, 2 hôm. Mới sale đúng 2 hôm, lẻ size luôn rồi. 1549 ngày hôm nay sale nha, chị yêu nào ưng không? 199.000, em còn 2 size cuối ML. Form đẹp ha, màu rất là đẹp luôn, nó màu xanh. Màu xanh nha, em chào chị Khả Trúc ạ. Rồi 199, có cái đầm ren đi tiệc cho em, hàng xịn đẹp đàng hoàng. Không phải là thấy em sale là mình nghĩ là hàng lỗi hay là hàng bị vấn đề gì là không có nha. Hàng mới 100%, nhận hàng cứ kiểm tra, bất kể là mình mua giá như nào. 99, 104, 107, đây 199k, nhận hàng cứ kiểm tra cho em thoải mái. Cái bi sale hỏi chị có mà. Có nhưng mà không biết là chị mặc size nào. Em có mấy cái bi sale mà nó size nhỏ là sale rẻ lắm. Đây, cái bi này nè, 99k. Bỏ ông ta, đúng rồi 99k luôn. Cái bi này size nhỏ size 99k nè. Cái này sơ mi, súp ly luôn như cũng 150.000 thôi, rẻ lắm chị.
Đó, cái này cũng lẻ size. Hôm nay thật sự là em lẻ size mà size nhỏ là rất là nhiều mẫu luôn á. Đây, cái bi đeo đính đá là cũng size nhỏ nè. Hôm nay anh em nhiều bi mà bi lẻ size thì nhiều. Đây, eo đính đá nè, chiếu chiếu lấp lánh nè. Dễ thương ha, mẫu này cũng size bò cho em luôn. Bi này cũng size M luôn. Có cái bi này thì em full size hơn nè. Đây, em có cho mình là cái sơ mi bi ha. Sơ mi bi này thì shop sẽ có full size cho mình hơn. Thì mẫu này lại 369, là mẫu này mẫu mới. 369k cho em mẫu này. Maxi sơ mi bi dáng dài em mặc tới cổ chân luôn á. Em M6 nha, em mặc cái đầm tới cổ chân. Còn cái bi nữa đâu rồi ta? Em còn một cái bi dáng dài luôn mà nó kiểu bo thun, cái này là không có bo thun nha. Cái bi mà tay lỡ là chiếc eo bình thường nha cả nhà. Còn mà cái bi bo thun mới là cái tay nó dài. Đây nè. Cái bi bo thun thì cái tay nó dài nha. Đó, hai mẫu này đều là 369, đều là form dài mà cái kiểu nó hơi hơi khác nhau xíu. Đó, cái nào cũng đẹp. Hai cái nào cũng đẹp hết trơn á, này size lớn hơn nè. Mẫu này 70 cân được nè. Chị nào size lớn mình tham khảo nè. 51 là chị Phúc Hạnh, 51 trời, bao la, 51 cân em ở 70 cho em là em nói chốt hết luôn. 51 cân mà eo tầm 70 không chị? Eo tầm 70 lên mấy cái 99 thay cho chị luôn. Rồi, đầm em mặc trước nha. Mẫu này sale luôn 199.000, hai size ML hết là bỏ mẫu. Kiểu này là không có về thêm rồi. Hết là bỏ luôn, nó cái form đẹp chưa nè. Em mặc là size M nha, 199k thôi. Ren này ren mềm. Em mặc là ren mềm nha, 60 à quên, 55 cân thôi, này hết hàng size lớn rồi. 55 cân đổ lại thôi. 49 cân, 1m52, eo 72 hả chị Oanh Nguyễn ơi, size size L cho em là thoải mái nha. Nếu mà số đo của chị là chị lấy cho em size L là thoải mái, đi tiệc ăn uống vô tư luôn. Chị không thích cổ sơ mi nè, mấy cái này nè, cổ này cổ tim nè. Này cổ tim cho em E70 được nè. Cái này là cổ cũng cổ tim luôn nhưng mà đuôi cá. Em này là đuôi cá nha. Đó, đang tầm E70 là mặc đồ hết. Rồi, à cái này sơ mi chị không thích ha, cái này xếp ly. Nhưng mà nó cổ sơ mi rồi. Đó, em có hai cái này. Em có hai cái này đang sale cho mình luôn đồ hồng. Này là đuôi cá chấm bi, còn này là bi eo đính đá. Đó, hai cái này là không có cổ nè, là chị mặc được á. Cỡ tầm 50 cân eo 70 là thoải mái luôn á. Rồi, em mặc là 199k qua mẫu nha. Lên cái bi này đi. Lên cái bi này size 99 nha. Đầm em mang mấy màu? Một màu chị, thường là mỗi mã một màu. Chị thích cái cổ này không? Thích cái cổ em mặc không? Em còn cái vải khác nè, em còn cái von. Em mặc là ren, em còn cái von kim tuyến này, cái cổ giống em mang nè. Cổ nó cắt khoét rồi à, xíp ly. Kiểu này là khách yêu cầu về thêm. Cái kiểu này thật ra đầu tiên là em về màu đen. Em về cái màu đen là cái cổ này nè. Xong rồi mấy chị khách kêu mặc nhìn nó sang quá, kêu em may thêm. Cái em về cái đen xanh, về cái kim tuyến này là cũng cổ này luôn. Đó, thích cổ đó thì em còn màu kim tuyến nha. Rồi, bây giờ em sẽ qua cái bi 99.000 ha. Đầm em mặc cho chị size M nha shop. Ok chị Đỗ Phúc luôn. Rồi, 199k mẫu ren của em. Ủa, em chưa ghi giá hả? Đây để em ghi giá. 1549 nha. Ren em mặc là 1549. Cái này đi tiệc đẹp á. Váy đang mang 60kg hết hàng chị Tuyết Vân ơi. Hết hàng rồi, em còn size M với L thôi, tiếc ghê. 55 cân quay đầu cho em thì được nha. 55 cân quay đầu cho em. Ren, chị thích kim tuyến không? Em còn cái đen xanh kim tuyến á, 60 cân có thể vừa cho em nha. Còn một cái đen nữa kim tuyến lấp lánh rất là xinh mà giá nó nhỉnh hơn xíu. Đây, ren kim tuyến này chị, cái này xinh nè. Để ở ngoài chiếu dữ lắm luôn á, trên live là chưa thấy rõ đâu. Đó, ở ngoài nha, xoay nhẹ một cái thôi là em nói là lung linh liền. Mẫu này được không? Mẫu này được không chị ơi? Cái màu xanh này 1582 nè. 1582 này à. Đây 60 cân mặc cái này được nè chị. Được không? Mẫu này là 3369 hả ta? Khoan đợi em xíu đem coi chính xác giá coi. Đợi em chút nha. Mẫu đang mang em size 99 nè. Mẫu đang mang có 99k rồi mấy chị ơi, rẻ lắm. Một và rồi, cái ren xanh kim tuyến này là 349 cho em mẫu mới nha. Hàng ren, kim size lấp lánh á. Rồi, đầm em mặc nè, 99k. Cái này em đưa đầu tiên hả? Cái nào ta? Cái đầu tiên. Cái bi. Cái bi này hả? Bi eo đính đá này hả hay sao? Bi eo đính đá này là form xòe nha. Còn em mặc là form đuôi cá nha.
Bi em mặc là bi đuôi cá, mã số là 1 1544, cái này trước đi, tại vì mã khác nhau, hai cái mã khác nhau em sẽ mặc riêng nha. Bi đuôi cá mã 1544 rồi 99k cho em, chốt đơn liền cái mẫu này, đi tiệc đẹp, đi tiệc đi chơi gì cũng đẹp hết trơn á, 99k thôi, rẻ không, hai lớp luôn. Đầm này em size 99 nha, form xề à, lộn, form body đuôi cá cho em nha. Đó, bên dưới là đuôi cá nè. Ai, sau lưng khóa kéo cho em xinh lắm, eo 70 được. Eo 70 cho em mặc được thoải mái luôn, 71 72 cái chị mang là kiểu như nó vừa ôm nha. Nếu mà thích mặc ôm sát về nè. Đó, ôm sát về nè, eo 72 cho em. Còn mà mặc thoải mái nha em thì eo 70 nha. Đó, 99k. 99k nha cả nhà ơi, 1544 nè. Rồi, thích cái eo đính đá đúng không? Ok, để em xíu để em mặc luôn mẫu đó cho mình luôn. Mẫu đó em cũng còn size M thôi. Mẫu này em cũng còn size M thôi, nhưng mà kiểu nó khác, cái này form xòe mà vải nó cũng khác nhau nha. Cái bi em mang đuôi cá là von von trơn thôi, cái hoa này là nó in ở trên đầm. Còn cái bi mà eo đính đá này nè, chuẩn bị em lên sale á, là von nổi nha. Mấy cái bi này nè mấy chị, là nó nổi với trên vải á, nó sẽ nổi với trên mặt vải nha, nó sẽ khác chất liệu một xíu. Rồi, đợi em một chút nha. Bi em mang là 1544, đuôi cá nè, chị Anh Nguyễn nó ok có đơn nè, 99.000 nha chị à. Chị Hà Lan ok em thấy rồi, 99k mẫu của em nha, mã sản phẩm cho em là 1544. Xinh ha, đi chơi đi tiệc mặc đẹp. Này có thắt lưng mình đeo nhẹ vô cái là xinh lắm mà. Thắt lưng em đâu hết, em bán hết trơn rồi. Thắt lưng bán hết, ui đây. Thắt lưng bán hết trơn rồi, còn cái sợi này em đeo thử nha, thắt lưng hôm giờ là không có hàng á. Đó, đeo thử cho các chị xem, nhẹ một cái thắt lưng vào. Trời ơi, xinh liền mấy chị ra không? Có 99 ngàn cái đầu này thôi mà bao đẹp luôn á. Nhận hàng cứ kiểm tra cho em nha. Nhận hàng kiểm tra trước thanh toán. Lấy mẫu nào lên đơn sớm để em tư vấn cho mình luôn. Đâu hết rồi ta? Không có cổng thắt lưng nào đeo cho mấy chị coi. Ui, hết hàng rồi. Bữa trước có mấy cọng thắt lưng đẹp lắm mà đâu mất tiêu hết à. Rồi em mặc đây là 99.000 nha cả nhà. Lấy mẫu em mang chút 1544 nha. 1544 kèm số điện thoại. Rồi em qua cái đầm eo đính đá đi. Mẫu em mặc còn size M, chị Nabimo size M, size 99 luôn. Em còn size M nha, size 99k, size M dưới 50 cân đi. Là lên ok đẹp liền. Chị Thủy Tiên 2X em hết rồi, 2X em không còn chị ơi. Đây, qua mẫu này cho em còn size M. Mã này cho em 1503 nè. Trời ơi, này đẹp nữa. Cái này xuất sắc luôn. Hôm trước em bán cái này bao nhiêu tiền? Hơn 300. Von này là von nổi cho em nè. Von nè. Xinh không? Eo nè, đính đá nha. Có túi luôn. Có túi hai bên luôn nha. Em mặc là 1503. Rồi, bây giờ qua cái đầm von nè. Von bi nổi. 1503 cho em mẫu đang mang luôn. 99k, chơi hôm nay luôn mấy chị ơi, chơi lớn hôm nay luôn. Kết thúc live về giá cũ nha, chị nào đặt trễ là về lại giá cũ hết. Hôm nay em xe 99 nè. 1503, 99.000, size M. Size M nhưng mà cái form này nó cũng thoải mái á. Tầm 50-52 cân hoặc eo dưới 72 mình vẫn chốt được cho em luôn. Đó, 99.000, form xòe đẹp. Bên trong đúp lót, nói chung là không có gì để chê. Chốt hai cái bi bao tiền? Cái 99, chị cứ chốt đơn, em báo giá trên live rồi. Cái giá mở trên live em báo cho mình á là giá tốt nhất rồi nha. Giá hôm nay các chị coi livestream là giá thấp nhất, tốt nhất luôn rồi, để giá cho các chị là hết mức có thể. Còn khi nào mà em kết thúc live là nó về giá cũ, khi đó đầu này nhiều 400 hơn. Em bán tại shop bộ này vẫn 450 mà. Trên live vậy chứ 99.000 ha, nói không tin luôn á. 99k trên live cứ mua bao nhiêu cộng lại cho em giá tiền đó. Tại vì sao em sale trên từng đầm, em đã sale trên từng đầm rồi nên là không thể nào giảm thêm được nữa nha. Giá trên live các chị cứ cộng lại, tổng 600 em miễn ship ha. Rồi đây, 99k luôn, rẻ không? Có 99 cái đầm này suy nghĩ chi nữa. 1503 cho em form nè, khóa sau. Form vẫy xè cho em bên trong đứt lót nha. Dài là qua gối, 1m6 là qua gối. Rồi, 99k cho em mẫu này nha. 1503 chị Thảo Nhi nè, chị Anh Hiền ok. Rồi, 99.000 cho em 1503. Đây, để em ghim giá luôn. 99.000. Size mấy em? Size M, chị size M. Chị lấy chị Phúc Hạnh lấy đi mã cho em đi nha. Chốt giúp em váy bi eo đính đá đang mặc nè. Cái đá này em đính sẵn luôn nha. Nó có nhúng ly ở đây nữa nè.
nó sẽ có nhúng ly cái đường chân ngực nữa đó mấy chị, nó tôn dáng vòng một cho mình ha, 99k. Lấy mẫu em mặc trước 1503 kèm số điện thoại, em sale cho mình luôn là 99 nha. 99k cho em mẫu đầm này, xin ha. Rồi qua mẫu nha, lên tiếp một em đầm khác nữa nè. Còn mấy đầm em chưa lên, nói chung nên chưa sale nhiều. Hôm nay sale nhiều vậy lắm, đợi em xíu nha. À rồi, sơ mi thổ cẩm đi. Sơ mi thổ cẩm hôm nay cũng giảm giá cho mình luôn. Đi làm đi chơi thì cứ chọn sơ mi cho em mặc đi đâu cũng được, lịch sự kín đáo. Em mặc là 1503, chị Minh Huệ có đơn nè. À, 62 cân không vừa, chị ơi 62 cân phải bận 2X nha. Rồi ok, chị Phúc Hạnh cho em số điện thoại, bên em tư vấn, à, bên em sẽ chốt đơn nha. Tại vì em gọi điện thoại á, bên em sẽ gọi tới để mà xác nhận đơn hàng á cả nhà ơi, nên là nhớ để điện thoại giúp em ha. Rồi đây 1526, sơ mi vải cáp nha, 199.000 luôn. Sơ mi mà có trăm mấy ngàn, rẻ hơn đi chợ tự mua vải may luôn ha. Em may sẵn rồi, khỏi cần chờ gì hết trơn, đặt cái em giao liền, 2 đến 4 ngày sau là chờ nhận hàng thôi. Hoa tím hả chị? Hoa tím hả? Hoa tím, sơ mi đúng không? Sơ mi hoa tím hay là ren hoa tím? Em có mấy cái hoa tím lận, hoa hồng hồng tím tím á, em có cái sơ mi với cái ren. Sơ mi thì em còn 2X, ren thì em còn size size M với size L. Không biết chị hỏi mẫu nào. Chị Kiều Lan 50 cân, 50 cân em mặc size M nè, eo em 70 mình đo thử đi. 50 cân chị đo thử eo cho em nha. Nếu mà eo dưới 70 thì cứ lấy size M cho em. Cho chị xem lại chấm bi đi chị Nguyễn Lan, chị xem bi nè, bi eo đính đá hay là bi đuôi cá nè. Đây cái này là bi eo đính đá. Toan nè. Bi eo đính đá này là 1503 nha, dễ hơn không? 99.000 thôi, hai lớp. Hai lớp luôn, em bán bình thường là 350 ở trên line. Này shop sale có 99 nè. Hàng mới cho em, tem mạc nhãn mác đầy đủ, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán luôn. Kể cả sale 99 thì vẫn bao chất lượng, chứ không phải 99 là hàng vị sao nha, hàng mới cho em. Đó, 99k 1503 nha. Rồi, còn cái này là bi đuôi cá nè. Bi đuôi cá mã số là 1544. 1544 cũng là von nhưng mà khác chất liệu xíu. Cái này là von hoa in bình thường thôi, ở dưới là đuôi cá cho em ha. Đây, dễ thương không? Sau lưng khóa kéo nè, tay này tay lỡ nha. Rồi bi đuôi cá là 1544, em cũng đang sale 99k luôn, hai cái đồng giá 99. Mẫu mặc em sale là 199.000, sơ mi, sơ mi vải cáp nha. Em này nè, chân vải súp ly cho em cả trước cả sau, form dáng xè dài, dài tới tới bắp chân luôn ha. Rồi sale 199k mẫu em đang mặc nha. Em mang mã mấy? Em mang 1526 chị ơi, 1526. 1526 199.000 để em ghim giá nha. Đó. 1526 199.000 cho em nha cả nhà ơi, nhanh tay em tư vấn nè. Rồi, đầm em mang có size 52 cân không? Có chị, size L cho em. 52 cân chốt cho em mẫu này size L. Đầm này đầm sơ mi mặc ra cũng đẹp hết trơn á. 0350 kg hả chị Phương Linh? Được, nếu eo dưới 70. Em 50 cân, à, em nay em 52 rồi. Em vẫn mặc vừa. Cái đầm eo 70 đổ về cho em là chị mặc được nha. Quan trọng là eo. Nhà em mà may đầm mà chiếc eo là eo cao như này hết. Đó, đo eo là đo ngang cái khửu tay cho em nè. Ha, nhớ đo trên đúng nha. Nhiều chị đo ngang đúng là đo bụng rồi. Nhà em may eo cao mà, phía dưới này là xè rồi. Eo trên đúng đo giúp em, dưới 70 cho em chốt đơn bình thường có 99 thôi. Mẫu đang mang mã số cho em 1526. Đang mang là 1526, hôm nay giảm 199k, lên tiếp đầm sale nè. Nay sale nhiều mẫu đẹp lắm. Chị Hà Hà 53 cân, 53 cân thì em sợ hơi ôm, mình đo thử eo đi. Mình đo thử eo giúp em đi, em tư vấn size cho mình nha. Mẫu mang là 1526 nha cả nhà, em sale 199. Cái hoa này kiểu thổ cẩm á, nên là nhìn nó rất là lạ ha. Nên chị nào mà thích kiểu họa tiết lạ lạ lấy cái này nè, 1526 cho em nha, 199.000. Đi làm được, đi chơi được luôn. Rồi 58 cân có chị, 58 cân em có hàng. Mẫu này full size mà, 1526 em có full size, cái chị cứ thoải mái lựa chọn nha. Rồi đây qua mẫu nè, lên một em đầm mà ren đi. Mẫu này em sale 99 luôn. Trời, hôm nay sale giá nào cũng sốc hết trơn á. Đây 99k cho em luôn. Mẫu này mới đẹp nè, hàng này của em mà không đẹp là không lấy tiền luôn. Form nó đẹp, cái chất nó cũng đẹp mấy chị coi. Mặc lên là thấy sang liền ha. Rồi em này là 1537 nha. Này sale 99 mới sốc nè. 1537 99k cho em, size M.
Chị nào size M hôm nay vô live đi, em nhiều đầm sale lắm. Này có mấy mẫu mà size nhỏ, mấy mẫu size nhỏ nó bị chà lẻ size á, em sale hết cho mình luôn. Đây 99k, 26 chị Đặng Sâm nha. Em mang mã mấy, cái nào chị ơi, sơ mi hay là cái ren? Sơ mi là 1526, sơ mi thổ cẩm nha. Còn em mặc là 1537, em qua mẫu nè, 99k, size M. Thật luôn là chị nào size M chốt cái này cho em đi, thiệt nhắm mắt mua cũng lời luôn. Nhắm mắt mua cũng lời, cái đầm rất là đẹp luôn. Nên phải đẹp thường nha. Mẫu này không phải đẹp thường nha, mẫu này nó đẹp từ form tới chất luôn nè. Sau lưng khóa cho em nè, đầm này không có túi, form dài 1m6 đây, em mặc là cái chân váy nó phải là qua bắp chân luôn. Mà cái ren này đẹp mấy chị, cái hoa trên ren rất là đẹp luôn á. Chị Anh Nguyễn 37 nè, em chào chị Nguyễn Hằng nha. Chị Liễu Đạt lấy đầm ren em mặc ha, chốt mã chị ơi, 1537 cho em đi. Đây hoa của đó nè, xinh không? Khách em nhận là khen cái họa tiết này nhiều nè. Họa tiết này với cái đâu rồi ta, với cái họa tiết này là mấy chị khách cũng khen nè. Đó mấy cái đầm ren này cái nào cũng xinh hết trơn á, cả nhà coi thấy không? Đó, mỗi mã là một hoa văn khác nhau nha, không cái nào giống cái nào hết trơn đâu. Mỗi mã một hoa văn và kiểu may khác nhau. Em mặc là 1537 nha. Cái này nó còn size M thôi, 99k luôn. Em vào size M sale 99k nha, 1537 sale 99.000 đồng. 1537 chốt đơn cho em, mẫu này là giá 99.000 nha cả nhà. Tiếp tục chuyển mẫu. Body vest nha, cái này hiếm, à, cái này lâu rồi chưa mặc luôn nè. À. Mẫu này à, mặc đi làm được. Chị nào làm văn phòng công sở á, chuẩn bị em lên cái này nè. Chị Dung, chị Mỹ Dung 37, chị Nguyễn Lan hết size L, chị 37 còn M thôi. 1537 em chỉ còn size M, sale luôn 99 nha, xả hết là em bỏ mẫu luôn á. Tức là còn bao nhiêu là em sale hết thôi chứ cũng không có về lại nha. Hết là bỏ mẫu. Rồi, nhanh tay em tư vấn nè. Cái này mã mấy thì Diêm quên ngang luôn trời. 13 đợi em xíu, 1398. Rồi, em mặc đây là 1537 nha. 1537 sale 9 à sale 99k. 99k nha, trên like nha, xuống like là về giá cũ đó. Rồi, chị Hưng Hoàng, em mặc là 1537 đúng rồi, 99.000 thôi. 50 cân đổ về cho em là ok chút đơn ha. Chốt đi, mặc đẹp, đi chơi đi tiệc gì cũng được, không đẹp em không lấy tiền đâu mấy chị yên tâm. Nhận cái ren đó bảo không đẹp là em lấy lại đầm luôn á, thiệt sự. Chị Thảo Phạm, hết hết size 2X chị ơi, em còn mỗi M thôi. 2X mình lựa cho em kiểu khác nha. Em có ren khác có 2X cho mình á. Rồi đây, vest nha. Vest này em may cho mình là chất poly. Cái này đi tiệc hay là đi làm văn phòng công sở gì cũng đẹp. Hết size nhỏ rồi, mỗi này thì lại còn size to nè. Em mặc mình thấy nó hơi rộng ha. Em đang mặc lại cái size L nên là nhìn nó hơi hơi rộng một xíu nhưng mà vẫn đẹp đúng không? 50-65 cân vừa. Đầm poly nha, poly cho em. Vải này nó có co giãn nè. 1398 cho em mẫu đang mang, mã số là 1398. 1398 cho em mẫu đang mang nha. Hôm nay sale luôn. Bao nhiêu đây? 1398. 169.000. 169.000 nha cả nhà ơi. Em có size từ 50 tới 65 cân, vest mà có 169 luôn á. Chị Mỹ Dung 37 nè. 2X có luôn chị ơi, đầm này em có 2X luôn. LXR 2X cho em, form của nó là nó không phải là ôm bó nha, mà nó dạng ôm suông á. Ở phía dưới mình thấy không, cái chân nè, đó nó suông suông như này chứ không có bó nha. Mẫu này làm văn phòng mặc được, mấy chị làm văn phòng công sở mặc cái này sang, màu không có bị xến luôn. Rồi hôm nay sale nha, 169.000 cho em có cái đầm vest mặc luôn, sang nè, co giãn nè, vải này co giãn, dày dặn co giãn. Cái túi này túi thiệt luôn chứ phải túi giả đâu, túi thiệt được đồ cho em luôn. Gì đây, à mã số 1398. 1398 nha, em chào chị Mỹ Mỹ hả. À, đầm này đẹp, chị mua lúc mới là hơn 300 rồi, thấy không, khách em mình lận kìa, lúc mới hơn 300, hôm nay xem có 169 mà còn bỏ qua là quá ổn luôn. Tay là tay lỡ cho em nha, sau lưng khóa kéo nè, túi thiệt nha, cái cổ áo với cái túi là nó cùng màu nè. Còn đầm sẽ là đầm, đầm này đầm bi nha. Cái nền á sẽ là nền đen bi trắng. Rồi cái cổ áo ngược lại, cái cổ áo thì sẽ là nền trắng bi đen ha, nó sẽ khác nhau xíu. Nhìn vậy nó mới nổi nè. Rồi hôm nay sale nha, 169.000 cho em mẫu này. Ai lấy vest em mặc đây chút 1398. 1398 kèm số điện thoại cho em luôn. Đi tiệc đi làm gì cũng ok, kiểu này đơn giản mà sang. Đơn giản mà sang ha, sale luôn 100.
Sale luôn là 169 ngàn nha cả nhà ơi, 169. Lên cái đầm hoa nhung nổi nha. Cái mẫu này cái hoa của nó ở bên ngoài các chị sẽ thấy được là nó rõ, nó cái hoa nó nổi rõ lên á. Để em cho mình coi trước nha, tại vì khi mà mặc lên á, đứng gần nhìn nó cũng không có được rõ đâu. Đây, em cho mình xem nè, cái hoa nó như thế này nè. Cái vải của nó nè. Đó, nền đen nó có hoa và hoa nó cũng màu đen luôn. Thực tế ở ngoài nhìn các chị thấy nó có hoa nó nổi rõ như vậy cho em ha, rất là đẹp. Chút xíu mặc lên mình sẽ thấy là nó không có được đẹp như như là em cầm như vậy đâu. Tại vì so với qua màn hình điện thoại á, nhìn nó không có được đẹp như là thực tế ở ngoài. Đây em này xinh lắm, mẫu này mặc đi tiệc cũng sang. Màu đen cho nó gọn dáng nha. Sơ mi mắc xích hả chị? Có chị Tuyết Nhung, mắc xích sale có 179 nha. Mắc xích 64 đúng không? Hôm nay em sale mẫu đó 179 á. Đợi em xíu chưa có mặc nha. Khi nào em mặc lên đem sale cho mình. Chưa mặc là chưa sale nha. Mặc lên đi rồi em sale cho. Rồi qua mẫu 1547 là mẫu đầm mà nhung nổi cho em. Đầm này đầm hoa nhung nổi luôn. Form cũng đẹp luôn ha, mặc vô là nhìn nó gọn liền. Mấy cái form váy mình coi nè, nhìn vô là thấy gọn dáng liền. Eo cao, form xòe, mặc vô thấy che bụng luôn. Rồi cổ này cho em cổ chéo nè. Mẫu này em còn hai size ML luôn. 1547. 1547 đầm này đầm hoa nhung nổi nha. Em cũng còn hai size cuối. 1547 sale 199k. Hai size cuối giúp em ML hết rồi đó. Cái kiểu này là cũng không về thêm nha. 199 ngàn cho em nha. Chị nào dưới 55 cân chốt đơn được. 55 cân đổ về cho em mình chốt đơn ha. Để em nhớ coi còn cái nào nhung nổi không ta. Mẫu này là nhung nổi nè. Hình như còn một mẫu nữa mà cái nào thì em quên ngang rồi. Chị thích cái chất liệu này không? Hoa văn này nhìn ở ngoài nhìn nó đẹp hơn trên like nhiều nha. Màu đen cho em không có màu khác à. À có gấm xốp nổi. Em mới về là cái gấm xốp thôi, gấm xốp nổi nha, còn nhung nổi thì hiện tại là chưa có mẫu khác. Rồi, đang xem mẫu đầm của em luôn. 199. 199k mẫu váy này nha, hai bên tay không có lót nha. Lót ở trong đầm thôi, có túi nè. Form dài hai lớp kèm hai túi cho em, xem 199.000. 199k mẫu đầm này, hai size cuối là ML. Chị nào 55 cân đổ về cho em trước đơn. 55 cân đổ về cho em. Chiều dài váy chị Teresa ơi, em cao 1m6 nè. Đây, em đứng xa mình thấy hết được cái vòng đầm chưa? Em sẽ có di chuyển ra xa cho mình coi được cái dáng nha. Rồi tới đây được không? 1m60 là ngang bắp chân á, không ngắn đâu. Thường mà mấy cái váy mà em mặc nó tầm này nè, là chị nào mang cũng hợp hết trơn á. 1m4, 1m5 mang được, 1m6, 1m7 mang cũng được luôn. Em 1m6, em mang là tới bắp chân nha. 199 ngàn, một màu. Một màu chị ơi, không có màu khác nha, chỉ có màu này thôi. Giá sale 199 ngàn đồng, hai size cuối ML. Hai size cuối ML cho em nha, tranh thủ đặt luôn nè. Dạ, có về thêm đâu, về thêm kiểu mới. Mỗi một đợt là kiểu dáng khác nhau, không có về trùng. Mỗi một mã số các chị để ý thấy về có một lần hàng thôi, ba đợt sau về kiểu khác rồi. Cái đen nhung này size M, eo này chị ơi, eo 70 cho em mặc size M nè. Eo 70 đổ về cho em mình đặt hàng nha, size M eo dưới 70, size L eo dưới 74 nha. Hai size ML. ML 70 và LL 74 cho em, sale còn 199. Rồi qua nha, qua đầm sale sơ mi đi. Chị Đào Lê, đầm em mang mã mấy? 1547 chị ơi, em vừa ghim mã xong. 1547 cho em, giá sẽ là 199 nha. Rồi lên cái đầm mà sơ mi sale 99 luôn. Trời ơi giá sốc nha. Nãy giờ lên không biết bao nhiêu cái đầm 99k rồi. Đây. Mã này cho em sẽ là sơ mi Vanter. Sơ mi Vanter để em vào size lớn nè. Em đang mặc luôn là cái size lớn luôn á. Cái gì nhìn thấy nó hơi rộng đúng không? Nó hơn em tới cái này như em mặc là size 2X á. Đó, để xíu em kẹp lại cho mình coi đỡ nha. Cái này đúng to là chắc chắn mặc đẹp hơn em rồi. Em mặc đây là nó rộng quá. Xem đỡ nha mấy chị ơi, size 2X mặc đẹp hơn em, yên tâm luôn. Rồi 99k. 99k mẫu đầm em mang mã số là 1448. 1448 cho em mẫu đầm đang mặc nha, size 2XL. Ủa, đâu rồi? Đợi em xíu nha. 1448 nè. Ui ui ui.
Đầm em mặc là size 99K nha cả nhà ơi, 1448 cho em ha. Ui còn có một cái à. Còn có một đơn cuối có chị nào lấy không? Còn một đơn cuối cùng em size 99K luôn. Nhanh tay giùm em nha. Này size mấy đây? Ủa cao quá em không thấy đường rồi. Size L hết rồi chị ơi, chấm bi hả? Bi sale rồi, bi sale 99 đó chị Mai ơi. Cái bi sale 99K em sale rồi á, bi đuôi cá hay là cái bi eo đính đá không? Bi eo đính đá cũng 99K luôn. Còn em mặc đây thì đâu mất tiêu cái comment rồi ta. Em mặc đây là 99K nè, 1448 nha. Quên để em nhập vô cái đã. 1448. Em còn một đơn cuối cùng. Tối nay chị nào may mắn chốt được cái này luôn cho em. Một cái cuối size 2XL. Giá sẽ là 99.000 cho em luôn ha. Size 2X nha, chị nào 60-65 cân mặc được. Bên dưới nó có cái đuôi cá xinh lắm, màu dễ thương. Màu đen đỏ nha, hai màu kết hợp, đen đỏ kết hợp cho em xinh ha. 99.000 nha, cổ sơ mi phối đỏ nè, nhìn nổi bật liền ha. Bên trong có lót với cái này có túi luôn. May kèm hai túi cho em luôn. 99K mẫu đang mặc nha. Chị nào vừa thì mình đặt luôn để em tư vấn size. Nhớ là đặt hàng đúng cú pháp giúp em, mã sản phẩm số điện thoại nha. Chứ mình đặt là mẫu em mang là thua đó. Nhiều chị hay đặt sai là mẫu đang mặc rồi đang giới thiệu, hay là màu này màu kia là sẽ chưa có được chốt nha. Rồi em qua mẫu khác nè. Lên nào một em váy nè. Giờ cái nào chưa lên ta? Mình có muốn em mặc màu nào phía sau không? Muốn em lên màu nào phía sau không? Để em lên form cho mình coi nè. À lên cái ren kim sa này một xíu nha. Cái mẫu này nó mới mà nó cũng cháy hàng mất tiêu rồi mấy chị. Còn có 3 size à. Mới về đây mà nó hết hàng lẹ dễ sợ luôn. Tại đợt này em về mẫu mới á, về số lượng ít hơn mấy đợt trước. Mấy đợt trước về một mẫu có khi là một size 5-700, 1.000 cái. Mà đợt này mấy mẫu mới về một size có 1-200 cái à. Nên là nó cháy hàng nhanh cực kỳ luôn. Rồi lên 1582 cho em đi. Ren kim sa mẫu này đi tiệc nè. Chị nào đi tiệc ha, xong cái này ở ngoài nhìn lung linh lắm và trên live thì nó không có được nổi bằng. Full đầm là kim tuyến hết luôn á, xoay nhẹ là cái chị thấy lấp lánh liền luôn á. Rồi 1582 cho em còn 3 size MLXL, mẫu này mẫu mới nha. 369K cho em mẫu đang mặc nè. 1582 369. Rồi 1582 369.000 đồng. Em có cho mình là size MLXL 60 cân đổ về cho em xin ha. Màu này không có kén da đâu. Da trắng da ngâm mang cũng đẹp. Full đầm kim tuyến. Cái tay nó nhúng phồng cho em. Nhúng ở trên vai và nhúng ở ngoài đây nè. Hôm qua đặt 48 không thấy chốt hả chị? Ủa hôm qua đặt rồi hả? Không thấy chốt vậy chắc chưa nhập số lượng rồi. Em mới nhập vô. Nhiều khi các bạn là cứ quên á. Tại vì thấy có mẫu ở đây nè. Đó xong rồi cái đúng rồi 2X nè. Xong rồi like luôn mà quên nhập số lượng á. Em còn một cái ở trên cao này mà nó cao quá không có lấy tới, biết cái đó là size mấy nè. Để em coi coi còn một cái 48 nữa, đợi em xíu nha. Không thấy size rồi, cao dữ vậy. Thôi cái này để ngày mai đi. Còn một cái nữa mà treo ở trên kệ cao quá em không có lấy xuống được, không biết size mấy. Cái này ngày mai em nhập vô nha. Rồi cái này là size 2X là chắc cứu nè. Tối nay chị nào à, chị nào may mắn tối hôm nay sẽ chốt được cái 2X này nha. Dễ thương không? Xinh ha, form xè nhẹ nhàng 99K thôi, được cái đầm chất lượng luôn. Rồi em mặc là 369 nha, 369.000. Đầm em mặc đây mã số là 1582. 1582 hôm nay sale là 369.000 đồng luôn, rẻ không? Được một cái đầm ren hàng trung niên đi tiệc mà có 300 mấy ngàn thôi, trong khi mẫu này bảo đảm với chị luôn, shop khác mà bán 700-800 ngàn cho em. Em sale là 369 nha, hàng có sẵn đặt giao liền, có sẵn bán gần hết trơn luôn rồi á. Giờ chị nào ưng là phải chốt liền chứ nó cũng sắp hết rồi. 1582 cho em nha. Ui còn được hai cái size 2X mấy chị, ở đâu ra thêm được hai cái 2X đây ta? Hôm qua là thấy còn 3 size á. Chốt liền nha. Chị nào size lớn đặt liền cho em. Ai size 2XL, mẫu em mang còn thêm được hai cái nè. Hôm qua có chị nào đặt cái này mà không được chốt không? 1582 đầm ren của em nè. Mẫu mới luôn á. Ren xòe không có ngứa đâu, bên trong đứt lót rồi. Toàn bộ đầm kim tuyến. Vậy là coi như 4 size nha. MLXL 2X luôn. 65 cân đổ lại. Trong đó 2X chỉ còn đúng 2 đơn.
Chị nào size 2X đặt liền cho em. 2X chị còn đúng hai đơn cuối cùng thôi là hết nha. Size 2X em chỉ còn đúng hai đơn cuối cùng thôi là em hết nha cả nhà ơi, tranh thủ đặt liền, không về thêm. Đợt sau em về kiểu khác, đợt hàng sau em có về thêm đồng đi tiệc, nhưng mà không phải ren kim tuyến mà là vải ánh kim, cũng kim tuyến nhưng mà chất khác, form khác. Đợt này em về cho mình là ren nè. Đó, ai thích ren thì lấy đợt này nha. Giá là 369.000 cho em mã số 1582. 1582 kèm cho em cái số điện thoại. Form này mặc lên nhìn gọn nè. Đúng rồi, mặc nhìn vô là thấy gọn dáng liền. Em chào chị hoa hồng nha. Rồi lên một cái sơ mi dáng là body đi. Mẫu này hiếm nè. Tại vì sơ mi đa phần là mình thấy em mặc là sơ mi xòe đúng không. Hôm nay em có cái sơ mi body mình coi thử nha. Rồi mẫu này cho em cả nhà ơi. Đợi em xíu nha. Không biết này còn size mấy nữa đây ta. Rồi. Ủa? Chết rồi, cái mẫu này em chưa nhập số lượng rồi. Đợi em một xíu nha. Thôi lấy cái khác đi. Cái đầu này chưa nhập số lượng này chưa có like được đâu, đợi em qua mẫu khác cho mình đi. Rồi tiếp theo lên một mẫu khác cho mấy chị yêu nha. Lên một em đầm mà có mẫu nào cũng giờ chưa lên không. Mình có muốn em mặc màu nào phía sau nè không, để em lên mẫu cho mình nè. Còn không là em lên ngẫu nhiên nha. À lên cái này đi, sơ mi này còn 3 size nè. Đầm em mang hả, đầm em mang đợi xíu cho cái này em quên mất chưa nhập số lượng, hôm nay đếm kho là chưa có biết là nó còn size nào cho mình nha. Đây qua cái này đi, 147 à 1475 này là em còn nè. Sơ mi họa tiết caro cho em đi. Sơ mi họa tiết caro nha, hôm nay sale luôn 179.000 đi. Họa tiết caro hôm nay sale 179. Em váy này chị nào dưới khoảng tầm là 1579 65 cân luôn. Ủa 1475 chứ 179 là giá tiền. Rồi 3 size cho mình nha. 3 size nha cả nhà ơi, chốt luôn cho mình với giá tiền là 179.000. 179.000 nha, chị nào chưa có đặt luôn giúp em nè, 1475. 1475 kèm cho em cái số điện thoại nha. 1475 kèm cho em cái số điện thoại nha. 3 size cuối giá là 179k. 179k mẫu em đang mang nha, tranh thủ mình đặt luôn rồi em tư vấn size. Tranh thủ đặt luôn để em tư vấn size cho mình ha. Nhanh tay em giảm giá là 179.000. Em mặc là size L nên là nó hơi rộng nè. Còn 3 size cuối nha, L, XL và 2X. Cái này cái họa tiết nó cũng lạ. Họa tiết caro nè. Chị Kỳ Hoa, ba đầm em mang có size mấy? Có 3 size ấy chị. Đầm em mang có size L, XL và 2X nha. 50 cho tới là 65 cân luôn, 3 size cuối cùng. Mỗi size còn cũng hai mấy đơn à. Mỗi size còn có hai mươi mấy đơn thôi. Chị nào ưng thì đặt luôn để em tư vấn nha. Mã sản phẩm và kèm cho em cái số điện thoại nha. 1475. 1475 sale còn 179.000. 1475 sale còn 179.000 nha cả nhà. Nhanh tay em trừ hàng trừ size giảm giá cho các chị mình ha. Nhớ là sẽ giao hàng đến tận nơi nha. Cứ việc ngồi ở nhà coi livestream đặt đơn cho em thôi. Shop giao hàng đến tận nơi hỗ trợ cho mình là xem trước thanh toán nha. Bao nhiêu tiền một đầm vậy em, tùy mẫu á chị. Đầm em mang là 179 thôi nè. Cả cái đầm sơ mi hai lớp luôn, hai lớp phong xè cho em, nào có túi thôi. Cái tay nó gấp dễ thương lắm, may là tay may tay gấp lên nè. 179 á chị, rẻ đẹp ha. Nhận hàng kiểm tra trước thanh toán. Mẫu này đơn giản mặc sang, đi chơi, đi làm, đi tiệc mặc được luôn, mặc được nhiều dịp. Sơ mi mặc đâu có lỗi thời đâu, mặc đâu cũng được cho em hết trơn á. Lấy mẫu đang mang trước giúp em là 1475, cứ nhầm hoài. 1475 em sale cho mình luôn nha, 179.000. 1475 sale luôn 179.000 nha cả nhà ơi, tranh thủ mình lên đơn nè. Body đi, nãy giờ chưa lên body đúng không? Body đen nha. Body đen đi tiệc đi.
2X hả chị? 2XL khoảng 85, 2XL 85 là ok. Chị Thắm Nguyễn nè, 50 cân lấy mẫu em mang đúng không? Rồi chốt 1475 cho em đi. Shop sẽ tư vấn và giao hàng đến tận nơi cho mình ha. Váy xòe dài à, vừa qua gối. Em này thì không quá dài. Em cao mét 6 là mặc vừa phụ gối ha. Đang sale 179k, mã sản phẩm là 1475. 179 1475 xe 179.000 nha. Ba size cuối là size L, XL, 2X. Rồi em qua cái body ren nha. Chị Thu Trần 51 cân, mã sản phẩm 1475. Rồi size L nè. Đây, qua cái ren này, ren ôm xẻ tà. Mẫu này là sẽ tà phía sau ha. Ren mềm nha. Nhà em về ren nào cũng mềm hết trơn, không có bị ngứa hay là châm chích gì đâu. Đây, 1541. Tiếp theo là một em váy ren body nha. Chị nào đang tìm váy đi tiệc không? Váy đi tiệc chốt cái này mặc sang nè, đơn giản, dễ phối phụ kiện, cái này mặc trơn thôi. Còn nếu ở nhà mình có thắt lưng, cài áo gì đó mình phối vô cũng rất là đẹp luôn. Đó, cái dáng nó đơn giản như này thôi, ai mặc cũng được đúng không? Tròn người có bụng mà đam mê body thì bon chen cái ren này cho em, mặc lên nó sẽ nhìn nó gọn gàng hơn, che khuyết điểm cho mình tốt hơn. Rồi, lên đơn 1541 cho em nha. Ren body mã số là 1541. Em này có cái cổ là cổ đắp chéo, mình có thể tùy chỉnh được cái độ kính hở. Ren body cổ chéo nha. Kính hở tùy chỉnh được cho em. Tích kính thì mình nhíp cao hơn xíu. Em nhíp đây là nhíp vừa tầm với em thôi. Còn ai tích kính thì mình đâm cao hơn. Thích sexy thì mình hạ cho em cái cổ sâu sâu xuống một chút ha. 179k cho em luôn nè. 1541 nha. Shop sale 179 luôn. Rẻ, quá rẻ luôn. 179k cho em mẫu này nha. MLXL và 2X giúp em. 179.000. Rồi, chốt đơn mã số là 1541 nha cả nhà ơi. 1541 cho em là ren body. Em có màu màu xanh, nhưng mà màu xanh hiện tại thì số lượng nó khác nha. Màu xanh thì cái ren nó hơi khác một xíu, với lại cái số lượng nó cũng không có full size được như màu đen của em. Màu đen em mặc thì nó sẽ có full size hơn nè. MLXL và 2X đó, nó có sẽ có sẽ tà phía sau ha, đi đứng bình thường, thấy em bước đi hồng không bị ôm bó chân nha. Dán body nhưng mặt nó thoải mái, thấy bên em đầm body là nhìn nó đẹp, hình thức nó đẹp và mặt nó phải thoải mái nữa, chứ không phải mặc vô là nó ôm cứng ngắc liền đâu với chị. Nhiều khi mặc body mà đi không được, ngồi không xong á thì cũng đâu có thoải mái đúng không. Còn ren thì em mình thấy nè, mặc lên đi đứng bình thường. Em này mặc đi tiệc xíu về cũng được, hoặc là cái chị mặc đi làm một ngày 8 tiếng vẫn thoải mái bình thường cho em. Em thấy nó không có bó gì hết trơn á. Chị Trần Ngàn ơi, 53 cân hả? 53 cân eo bao nhiêu nè? Eo 74 lấy cho em size L đi. Eo 74 lấy size L cho em nha. Còn eo mà 70-78, eo 78 trở lên là phải lên 2X cho em nha. Đó, bao nhiêu cân? Bao nhiêu cân để em tư vấn cho. Rồi, em mặc đây là 1541 nha. Giá đâu rồi ta? Đây, 1541 sale cho em mẫu này luôn ha. 179.000, em còn 4 size luôn. Còn 4 size nhưng mà không có nhiều đâu. Chị nào thấy 4 size mà còn đang suy nghĩ là phải tranh thủ liền. Chứ em còn có 6 cái size M với 6 cái size 2X thôi. Còn lại là L với XL là nhiều nha. Chị nào size M là cái size em mặc nè, 50 cân nó còn có 6 đơn à. Size 2X cũng còn 6 đơn thôi, hết luôn, không về thêm. Hết là mở mẫu. Đó, tranh thủ mình đặt luôn để em tư vấn nha. 1541 nha cả nhà. 1541 chốt đơn cho em mẫu này là 179. 179.000, chị yêu nào chưa có mình đặt đơn cho em ha. 179.000. Rồi qua mẫu. Lên cái von này đi. Lên một em đầm von hoa, dáng dài. Ui, size M luôn. Tiếp tục size M nha, hôm nay lễ size M nhiều quá. Chị nào mặc size M hôm nay là vô hốt hội luôn. Hoặc là có bạn nào mặc size M không? Bạn nào size M với chị ơi tát tên vô mua liền. Nay shop sale quá trời mẫu size M nè. Size M 50 cân quay đầu là quá trời đồng sale luôn á. Đây, 1536 em cũng còn size M luôn. Mẫu đang mang em cũng còn size M nha. Mã số giúp em là 1536. Xinh thật, cái hoa này hoa đào. Hoa đào nó hơi hơi hồng hồng cam cam, màu dễ thương. Mẫu này hợp với chị trung niên ha, màu sang quá trời. Chị Thảo Hương ơi, size M là dưới 50 cân em đang mặc nè. 1536 cho em mẫu đang mặc nha.
1536 cho em size này, size M 149. 149k cho em nha, size M 50 cân đổi lại. 149k. Chị nào size M đặt luôn. Size M là dưới 50 á chị, còn trên 50 thì em hết hàng rồi, không về thêm. Mấy mẫu này là hết luôn á. Đâu có may lại nữa đâu, hết là bỏ mẫu. Sắp tới em về kiểu khác rồi. Đợt sau về thêm nhiều váy hoa lắm. Đợt này là em thấy là lẻ size nhiều rồi đó. Tranh thủ mình đặt sớm cho em nha. Rồi, ai lấy mẫu em mang chốt đơn 1 năm. Lấy mẫu em mang chốt đơn là 1536 nha. 1536 và kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà, 1536. Sale hôm nay với giá tiền chỉ có là 149k. 149k nha cả nhà ơi, tranh thủ mình đặt sớm giúp em ha. Giao đến tận nơi hỗ trợ xem hàng trước thanh toán nè. Thuộc hết hay ít hả ta? Mã sản phẩm và kèm cho em cái số điện thoại nha. 6 một mấy đây? 312. Rồi em chuẩn bị lên dạ hội nha. Đây, lên dạ hội màu xanh đi. Lên một cái đầm dạ hội xanh. Chị nào trung niên đi tiệc thích mặc dạ hội thì có màu xanh, màu đen nữa. Em có màu đen nữa nha. Màu đen thì màu đen, ủa màu đen đâu rồi ta? Màu đen chưa thấy rồi. Em lên màu xanh trước nha. Chị Đan Khánh nè. Chị 62 cân bận size nào shop? 62 cân bận 2X nha chị. 62 cân bận 2X giúp em. Em dưới 85 là được á. Còn đầm em mặc thì chỉ còn size M thôi. 1536 nè. Chất liệu von, em này von dài luôn. 1m6 là dài qua bắp chân cho em ha. Hai lớp dễ thương lắm. Cái cổ nó hơi bầu bầu nhẹ nhẹ một xíu nè. Giá là 149.000. 1536 xe 149.000 cho em nha. Đây em ghim giá. Rồi qua cái dạ hội nha. Chị Thương Minh đã váy đi tiệc. Đây em chuẩn bị mặc nè. Chuẩn bị lên đầm đi tiệc đây. Dạ hội chất liệu phải chiffon. Dạ hội chất liệu và chiếc phong nha. Phong dài cho em. Nền của nó sẽ là màu xanh đậm, không kén da. Mã số giúp em là 1312. Dài lắm, 1m6 là em mặc nó tới tới cổ chân luôn á. 1312 nha. 1m6 em mặc là nó tới cổ chân luôn nè. Xa ngon tay loe. Lâu rồi mới về làm tay loe ha. Nhìn nó nữ tính. 1312 cho em nha. Phong nè. Đó, dài chưa? 1m60 em mang là nó sẽ thước tha như vậy luôn. Có túi rồi nè. Hai lớp form dài may kèm túi. Tay là may tay loe, xinh ha. Có size chị ơi, 4 size luôn. Mẫu này full size luôn nè. Lựa nãy giờ được cái đầm dạ hội full size nha. Giá sẽ là 369.000. Chị nào thích mặc váy dài, đó, thích thước tha nha, thì lấy cái này cho em mặc là sang liền. Từ 40 cho tới là 65 cân mặc vừa nha. Em có full size MLXL2X. Em có full size MLXL2X nha. Chị nào 65 cân đổ về cho em chút đơn ha. Đang sale là 369 á. 369.000 có được cái dạ hội rồi. Bình thường bây giờ dạ hội mà shop khác bán 700-800.000 cho em chứ không có 300 mấy đâu. 1312. 1312 và kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà ơi, hôm nay giảm giá luôn. 1312 chút đơn cho em là 369.000. 369.000 đồng, chị yêu nào chưa có mình đặt đơn sớm cho shop nha. Giao hàng đến tận nơi và hỗ trợ cho cái chị yêu là xem hàng trước thanh toán. 100% hàng chuẩn mẫu mà. Coi like như nào là nhận giống vậy cho em sang ha. Phong nó thước tha luôn nè. Đó, cái bi hả chị? Cái bi cũng có váy dài nha. Thích bi dài đây, bi dài nè. Đây bi dài em có đủ size luôn á. Mấy cái bi ngắn thì em có mặc qua sơ rồi lẻ size đúng không? Em có cái bi này full size nè. Vẫn có nha, bi này bi mới. Bi dài này em mới về nó sẽ có full size, chiều dài tới cổ chân luôn á. Chị Phương Phạm lấy dạ hội chốt giúp em 1312 đi chị. Dạ hội 1312 em sale là 369 nha. 369 tại này vậy chiếc phông. Màu đen hả chị? Màu đen để em lấy màu đen, cái là màu đen đâu rồi? Màu đen. Đây. Màu đen không biết em còn đủ size không nữa, đây màu đen nè. Màu đen nè. Màu đen để em kiểm tra cái đã nha. Màu xanh thì còn full size á. Xanh là 1312 em còn full size nha. ML, XL và 2X luôn. Màu đen em hết XL rồi. Đen còn ML 2X nha chị. Đen còn 3 size ML 2X xin không.
màu đen nè, chị nào thích đen thì em có luôn. Rồi để em qua cái đen một xíu ha. Qua cái đen một xíu thì em sẽ giới thiệu cái màu cái bi nha. Xanh là 1312 chị, xanh là 1312. Hai màu là hai mã khác nhau, không có trùng nha. Hai màu là bắt buộc là phải hai mã. Đó, nên là nhớ đặt đúng cái mã tương ứng cho em, chứ đừng ghi là cho chị mã này mà màu kia là sai nha. Ai lấy xanh chút giúp em 1312 nè. Rồi bây giờ qua đen nè. Đen là 1313. Đó, khác mã nha. Màu đen cũng sang quá luôn với chị coi. Màu nào cũng đẹp, hai màu nào cũng đẹp. Ví dụ như mình thích nó nổi bật một xíu ha. Nó không phải kiểu lè lẹt nha, chỉ là so giữa hai màu thì màu xanh nó sẽ có phần nhìn nó nổi hơn một chút. Chứ còn mà kêu lè lè thì không. Tại sao này xanh đậm? Sao này xanh đậm? Không có cái nào xanh tươi đây sao mấy chị coi. Nè, xanh tươi là cái thước dây của em nè. Đây, thấy không? Cái đầm của em là màu xanh đậm nha cả nhà, không phải là dạng lè lè nha. Cái thước dây này là xanh tươi nè, thấy nó khác liền không? Yên tâm cho em là màu xanh nó cũng không lo kén da. Xanh này xanh đậm không kén da. Lấy xanh chốt cho em 1312. Còn ai lấy đen thì em đang mặc nè. Đen là 1313 và kèm cho em cái số điện thoại. Đen là 1313 cũng cái form dài như vậy cho em. Cũng nói chung kiểu y chang nhau luôn ha. Hai cái cùng form mà. Tay cũng là tay lê nè. Form dài thước tha bên trong giúp lót và cũng có may kèm túi. Giá vẫn vậy 369. Có điều màu đen hôm nay đã hết XL. Màu đen em mặc còn 3 size ML 2X. Chị nào size khoảng 55-60 là hết nha. Nhưng mà nếu khoảng tầm size đó thì lấy 2X đi. Nếu mà chị nào vẫn size XL mà thích cái này á, lên tăng lên 2X mình đặt cho em. Nó hơi rộng một xíu mà không sao. Hơi rộng đi bóp eo được, thà rộng sữa được, rộng bóp eo lại xíu là ok ha. 369 luôn chị ơi, bằng giá nha. 369 luôn. 1313 cho em nè. 369.000 là màu đen nha. 1313 là 369.000 nha cả nhà ơi. Màu đen để em mở ngoặc cho mình màu đen nè. Đó, 1313 369.000 đồng giá nha. Ai thích dạ hội đen chốt cho em 1313 sang ha. Cái hoa văn của nó màu vàng vàng cam cam, nhìn rất là nổi bật sáng da luôn á. Tay le nè, xinh không? Lâu lâu mới có mỗi tay le thôi chứ đâu có nhiều đâu. Nãy giờ mình thấy em mặc không? Tay bình thường thôi. Này được cái tay le nè. 1313 là tay le nha. Áo kiểu là dạ hội, sale còn 369. Rồi em qua cái đầm bi nha. Chị đã hết đen chút 1313 đi xíu về giá cũ, tại sao bán 550 á. Mẫu em mang tại shop là 550.000 nha. Trên line này em sale cho mình là 369 á. Chuẩn bị qua cái bi nha. Chuẩn bị qua cái bi nha cả nhà ơi, em lên cái bi nè. Lên cái bi. Bi dáng dài ha, bi dáng dài em cũng mới vừa về của đợt này luôn. Chị nào thích bi thì em có bi. Nãy giờ lên bi nhiều, mấy cái bi kia nó ngắn ngắn đúng không? Mấy cái bi kia thì rẻ rồi, hàng qua được thì chắc chắn giá nó phải rẻ hơn. Còn mẫu đây là mẫu mới về của em ha. Full size đầy đủ số lượng luôn. Chị nào ưng là cũng có hết trơn á. Cái dáng nó cũng không có kén form bận luôn. Form là form xòe dài, mặc thế thấy gọn liền. Màu này cũng đẹp. Em thấy khách là cũng khen cái mẫu này rất là nhiều. Đó, đơn giản như vậy nhưng mà mặc sang. Đơn giản nhưng mà mặc sang cho em nha. Cổ là cổ sơ mi nè. Đó, form nè, dài chưa? Ai thích váy dài không? Thích váy dài chốt cái này cho em luôn. Rồi, em này sẽ có mã 1563 đúng không ta? Để em xíu. Chị Thanh Lê 1313 màu đen nè. Rồi, sơ mi bi. Sơ mi bi mã số giúp em là 1563 nha. 1563. Mẫu mới về nha cả nhà hôm nay. Úi, rồi. Hết đây, trời đất ơi. Mới về mà chảy hàng luôn rồi. Đang nghỉ y ha, không kiểm tra báo full size liền. Em đang định là không kiểm tra luôn á, tại vì mẫu này mẫu mới. Ai dè đâu, linh tính sao kiểm tra lễ hàng. Em còn 3 size MLXL nha, 60 kênh quay đầu đặt liền cho em hết. Hết rồi mấy chị, không ai lại đâu. Cái váy này mà hết là hết luôn á. 3 size cuối là MLXL, 60 kênh đổ về cho em chút đơn. 60 cân đổ về cho em chút đơn, giá là 369. Em này chất liệu vải von cát nha. Em này chất liệu là vải von cát nha cả nhà ơi, xin ha. Form dài thước tha cho em luôn, không có túi nha. Mẫu này may xòe trơn, sau lưng là khóa nè. Cái mẫu này á, xoay một vòng em nói nó xòe đẹp lắm luôn á mấy chị. Tại nay em vướng hai cái xào nè.
Như cái mẫu này xè rất là đẹp luôn. Vải mềm, hàng van cát mềm che bên trong đúp lót nha, có 369 nè. Rẻ hơn đi chợ mua vải đúng không? Đó, bây giờ áo sơ mi một số shop đã vài trăm rồi, nó chỉ cái đồng dài nha em mang. 151563 kèm cho em cái số điện thoại nha, giá là 369.000 đồng. Hàng mới chị, hết hàng luôn rồi nè, mẫu mới đó. Mẫu này mẫu mới về của nhà em mà nó cháy size mất tiêu rồi, còn 3 size cuối. 3 size cuối giúp em là size LXL2X. 3 size cuối là size LXL2X nha. 60 cân đổ về cho em mình đặt đơn xin ha. Eo thì khoảng tầm là eo 78. Eo 78 đổ về cho em mặc được nha. Rồi ai chưa có mẫu này đặt luôn để em tư vấn nè. Nhận hàng kiểm tra trước thanh toán. Nãy giờ mình gộp đơn cho em mà từ 600 là sẽ được miễn ship nha. Tổng đơn hàng 600.000 được miễn phí vận chuyển đến tận nhà. Rồi livestream để em sẽ lưu lại nha. Chị nào mà vô trễ bấm tích trang bên em đi, để khi nào em livestream bài tiếp theo Facebook sẽ có thông báo cho mình ngày mai nha. Hẹn các chị ngày mai. Rồi bây giờ thì em sẽ kết thúc livestream tại đây và chúc các chị buổi tối thật là vui vẻ nhé. Cảm ơn các chị dành thời gian theo dõi live với em ạ.